Gỗ đồng kỵ giá rẻ xin kính chào quý khách. Và trước mắt mọi người đây đó chính là mẫu Tần Thủy Hoàng cột 12 và là chất liệu gỗ mun đuôi công 100%. Thì bên cơ sở nhà em thì mới dựng xong mà thôi. Thì cái bộ sản phẩm này thì em xin báo giá công khai luôn cho mọi người là bên em đang bán với giá chỉ có là 29.800.000 đồng, 29.800.000 cho một bộ sản phẩm đẳng cấp cao đến như thế này. Và đi sâu vào bộ sản phẩm này thì có cái gì đặc biệt và có cái gì đẳng cấp, thì nếu như khi xem video này của em thấy hay thì đừng quên để lại cho em một lượt like và một lượt comment thật nhiều ý kiến phía dưới. Em cảm ơn mọi người rất là nhiều. Thì bắt đầu tiến sâu vào bộ sản phẩm này thì ngay phía trước mọi người đây đó chính là chiếc đoản. Đoản nhà em làm với kích thước là dài là 26 và chiều rộng của nó thì là 78. Chiều cao của nó thì là 1m25 và là kiểu mẫu dáng Tần Thủy Hoàng, mẫu dáng của vua. Thế nên là nhìn cực kỳ là bệ vệ, sang trọng và đẳng cấp. Cột thì là cột 12 và bên cơ sở nhà em đã qua là tuyển chọn gỗ, tuyển chọn vân. Hàng là cột đều màu, hàng không tâm mọi người nhá, cột không tâm. Đấy, vân veo cực kỳ là lỗi và dày. Và bắt đầu đi sâu vào nữa thì là phần xương. Xương này nhà em làm là dày là 4 phân rưỡi. Và mặt ván, tất cả những cái mặt ván vách này nhà em đều làm là mặt ván là liền nguyên, liền nguyên không bao giờ chấp ghép mọi người nhá. Và kế bên cạnh đó chính là tay nghê. Tay nghê này nhà em làm là tay nghê là liền nguyên luôn, tay nghê liền không qua chấp ghép vấn đề gì hết. Vì làm sao để cho cái bộ sản phẩm khi kê đến nhà mọi người nó sang trọng, nó đẳng cấp nhất có thể. Đấy, và bắt đầu phía dưới nhà em làm là ván là dày là 1 phân rưỡi. Cái ván đây là chính là cái vần ván đấy, ván là dày là 1 phân rưỡi này. Khuôn tranh nhà em làm là khuôn tranh là dày là 2 phân 8. Và mặt ván này nhà em làm là mặt ván liền nguyên một tấm nhá mọi người nhá, mặt ván ghế liền nguyên một tấm không bao giờ qua chấp ghép. Thế nên rằng là cái bộ sản phẩm này nó cực kỳ là giá trị, từ những cái mặt ván, từ những cái cột và kể cả những cái phần vách đấy, vân veo của nó cực kỳ là lỗi luôn. Và cái chất liệu gỗ mun đuôi công này nhà em nó là một trong những cái chất liệu gỗ mà đang đứng đầu tại thị trường hiện nay và lại còn đã được qua là tẩm sấy khô kiệt rồi. Thế nên hàng cực kỳ là yên tâm và bảo đảm cho mọi người. Và kế bên thì là chiếc ghế đơn tiếp theo. Ghế đơn này nhà em làm với kích thước là dài là 1m1 và chiều rộng của nó thì là 78. Chiều cao của nó thì là 1m25 bằng với chiếc mặt đoản mọi người nhá. Và cái hàng này nhà em thì đây, mọi người hãy nhìn thực tế luôn, vân thực tế, vân gỗ tự nhiên không bao giờ qua vẽ, không bao giờ qua chỉnh sửa, không bao giờ qua chấp ghép. Tại vì bên cơ sở nhà em thì luôn luôn đặt uy tín lên hàng đầu. Tại bên cơ sở nhà em thì cực kỳ là nhiều bộ sản phẩm cho tất cả mọi người lựa chọn. Đấy, từ mặt trước lẫn mặt sau vân veo của nó cực kỳ lỗi luôn, cực kỳ là VIP. Đấy, từ mặt đoản đến mặt sau đấy. Đây, em xin quay từ mặt trước lẫn mặt sau cho mọi người cùng xem nhé. Và bên cơ sở nhà em đang bán với giá chỉ có là 29.800.000 mà thôi. 29.800.000 cho một bộ sản phẩm như thế này. Đấy. Và khi mua sản phẩm bên cơ sở nhà em sẽ được bảo hành là 35 mối một công vênh và giao hàng miễn phí 50 km trên toàn quốc, giao hàng kiểm tra hàng đúng chất lượng rồi mới phải thanh toán mọi người ạ. Đấy, bên em là giao toàn quốc mọi người nhé. Ví dụ như quý khách hàng nào hay hỏi em rằng là có giao được vào trong Nam, giao đến mũi Cà Mau không, thì bên cơ sở nhà em thì giao được toàn quốc, thì nên mọi người cứ yên tâm. Đấy. Và đây chính là chiếc bàn. Bàn nhà em làm với kích thước của nó là rộng là 70 và dài của nó thì là 1m45. Và mặt bàn nhà em làm là mặt bàn đục chống đồng liền nguyên một tấm, có ngăn kéo hai bên kéo ra kéo vào đầy đủ. Và chiếc cái phía tay em chỉ đó chính là đôn kẹp bàn. Ví dụ như là kẹp trước mặt bàn này cũng được, hoặc là để lên trên xếp hình chữ U này cũng kê rất là thoải mái mọi người nhé. Và khi mua sản phẩm này bên xưởng nhà em ấy, đấy, sẽ được tặng kèm thêm là kính bàn và mặt kính đôn kia là dày là 1 phân để kê lên trên cho nó nhìn nó sang trọng hơn, cho nó nhìn mới mẻ hơn mọi người nhé. Và bộ sản phẩm này thì gồm có là 6 món, gồm có là 2 ghế đơn, 1 đoản, 1 bàn và 2 chiếc đôn. Đôn này có thể là để ngồi mọi người nhé. Đấy. Cực kỳ là VIP luôn. Và cái dòng gỗ mun đuôi công này thì em phải nói thật sự rằng là đến 2 đến 3 năm nữa thì cái giá trị của nó thì lên cực kỳ là lớn. Đấy. Và nếu như quý khách hàng nào mà đang có nhu cầu thì cứ liên hệ em qua số điện thoại là 0355990857. Và cơ sở nhà em thì nằm ở Đại Vĩ, Liên Hà, Đông Anh, Hà Nội. Chỉ cần qua alo cho em thôi thì em sẽ tự động trả lời, tư vấn chi tiết cụ thể cho tất cả mọi người. Và em xin kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người.